kính chào quý vị khán giả, rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Điểm tin giá vàng ngày hôm nay, ngày 17 tháng 4 trên kênh thông tin Invest TV. Thưa quý vị, trên thị trường thế giới, giá vàng ngày hôm nay tiếp tục giảm sau khi đạt mức cao nhất trong vòng 8 năm qua, dẫn đến động thái chốt lời của nhiều nhà đầu tư. Bên cạnh đó thì sự lo ngại về nguy cơ kinh tế thế giới suy thoái mạnh do đại dịch Covid-19 đã khiến cho nhiều nhà đầu tư phải bán vàng để có sự thanh khoản trong bối cảnh nhiều khoản đầu tư như chứng khoán, bất động sản đang gặp khó khăn. Ngoài ra thì vàng cũng chịu sự áp lực khi nền kinh tế thế giới được dự báo sẽ sụt giảm mạnh do Covid-19. Quỹ tiền tệ quốc tế dự đoán kinh tế thế giới sẽ có thể sụt giảm khoảng 3% trong năm 2020 do dịch Covid-19. Đây sẽ là mức sụt giảm nghiêm trọng nhất kể từ đại suy thoái năm 2008. Đồng thời, nhu cầu chi tiêu của thế giới được dự báo sẽ giảm kỷ lục trong năm 2020 do các biện pháp phong tỏa ở nhiều quốc gia nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19. Tuy nhiên thì tín hiệu tốt cho vàng là các quỹ hoán đổi giao dịch được hỗ trợ bằng vàng vẫn đang có nhu cầu mua vào trong vòng 16 ngày liên tiếp. Cụ thể thì trên thị trường thế giới, tính từ đầu giờ sáng ngày hôm nay theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đang được giao dịch ở ngưỡng 1.714 đô la Mỹ trên một ounce và đã giảm 3 đô la Mỹ trên một ounce so với phiên giao dịch cùng thời điểm ngày hôm qua. Còn tại thị trường trong nước thì giá vàng trong nước tính từ đầu giờ sáng ngày hôm nay cũng đang có những điều chỉnh giảm. Và sau đây là giá vàng trong nước mà chúng tôi cập nhật vào lúc 9 giờ sáng ngày hôm nay, ngày 17 tháng 4. Tại các tỉnh thành phố từ Bắc xuống Nam thì giá vàng SJC đã đồng loạt giảm 100.000 đồng trên một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Và cụ thể thì đang được niêm yết như sau. Giá vàng SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng đều có chiều mua vào là 47,5 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 48,27 triệu đồng trên một lượng. SJC Nha Trang mua vào 47,49 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 48,27 triệu đồng trên một lượng. SJC Cà Mau mua vào 47,5 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 48,27 triệu đồng trên một lượng. SJC Bình Phước mua vào 47,48 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 48,27 triệu đồng trên một lượng. SJC Huế mua vào 47,47 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 48,28 triệu đồng trên một lượng. SJC Biên Hòa, SJC Miền Tây và SJC Quảng Ngãi đều có chiều mua vào là 47,5 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 48,25 triệu đồng trên một lượng. SJC Đà Lạt mua vào 47,52 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 48,3 triệu đồng trên một lượng. SJC Long Xuyên mua vào 47,5 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 48,27 triệu đồng trên một lượng. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh thì giá vàng các loại tính từ đầu giờ sáng ngày hôm nay cũng đang được điều chỉnh ở cả hai chiều như sau. SJC Thành phố Hồ Chí Minh từ 1 lượng đến 10 lượng có giá mua vào 47,5 triệu đồng trên một lượng, giảm 100.000 đồng và chiều bán ra cũng giảm 100.000 đồng, giao dịch ở mức 48,25 triệu đồng trên một lượng. Nhân mẫu số 9 từ 1 chỉ đến 5 chỉ có giá mua vào 45,55 triệu đồng trên một lượng và chiều bán ra là 46,5 triệu đồng trên một lượng, cũng giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều. Vàng nữ trang 24K có giá mua vào là 44,243 triệu đồng trên một lượng, giảm 99.000 đồng, còn chiều bán ra là 45,743 triệu đồng trên một lượng, cũng giảm 99.000 đồng. Vàng nữ trang 18K có giá mua vào 33,103 triệu đồng trên một lượng và chiều bán ra là 34,803 triệu đồng trên một lượng, giảm 75.000 đồng cả hai chiều. Vàng nữ trang 14K có giá mua vào 25,387 triệu đồng trên một lượng và chiều bán ra dao động ở mức 27,087 triệu đồng trên một lượng, giảm 59.000 đồng cả hai chiều. Vàng nữ trang 10K có giá mua vào 17,717 triệu đồng trên một lượng và chiều bán ra là 19,417 triệu đồng trên một lượng, giảm 42.000 đồng ở cả hai chiều. Còn tại một số tổ chức lớn thì giá vàng SJC tính từ đầu giờ sáng ngày hôm nay cũng đang có những mức điều chỉnh như sau. Tại Doji Thành phố Hồ Chí Minh có giá mua vào 47,8 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 48,5 triệu đồng trên một lượng, không có gì thay đổi so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Nhưng tại Doji Hà Nội thì chiều mua vào có giảm 5.000 đồng, giao dịch ở mức 47,5 triệu đồng trên một lượng. Còn chiều bán ra giảm 100.000 đồng, giao dịch ở mức 48,2 triệu đồng trên một lượng. Còn tại PNG Thành phố Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội đều có chiều mua vào là 47,2 triệu đồng trên một lượng và chiều bán ra là 48,4 triệu đồng trên một lượng. Còn tại Phú Quý SJC có chiều mua vào 47,65 triệu đồng trên một lượng và chiều bán ra là 48,25 triệu đồng trên một lượng, giảm 100.000 đồng cả hai chiều. Tại tổ chức Mi Hồng có giá mua vào 47,65 triệu đồng trên một lượng, tăng 50.000 đồng, có chiều bán ra thì lại giảm 50.000 đồng, giao dịch ở mức 48,25 triệu đồng trên một lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu có chiều mua vào Bảo Tín Minh Châu có chiều mua vào là 47,1 triệu đồng trên một lượng.
Và chiều bán ra là 48,1 triệu đồng trọng lượng, không có gì thay đổi so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Còn tại một số ngân hàng lớn thì giá vàng SJC tính từ đầu giờ sáng ngày hôm nay cũng đang được điều chỉnh như sau. Tại ngân hàng Exim Bank có giá mua vào 47,5 triệu đồng trọng lượng và chiều bán ra là 48,1 triệu đồng trọng lượng, đều giảm 150.000 đồng của cả hai chiều. Còn tại ngân hàng ACB có chiều mua vào 47,4 triệu đồng trọng lượng và chiều bán ra 48,1 triệu đồng trọng lượng, giảm 100.000 đồng của cả hai chiều. Tại ngân hàng Sacombank có chiều mua vào 47,55 triệu đồng trên một lượng và chiều bán ra là 48,55 triệu đồng trên một lượng, không có gì thay đổi so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Còn tại ngân hàng SCB có chiều mua vào 47,7 triệu đồng trên một lượng và chiều bán ra là 48,3 triệu đồng trên một lượng, tăng 100.000 đồng ở cả hai chiều. Còn tại ngân hàng Maritime Bank có chiều mua vào 47,2 triệu đồng trên một lượng và chiều bán ra là 48,5 triệu đồng trên một lượng, không có gì thay đổi so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Còn tại ngân hàng TP Bank Gold có chiều mua vào 47,5 triệu đồng trên một lượng, tăng 200.000 đồng so với ngày hôm qua. Còn chiều bán ra dao động ở mức 48,2 triệu đồng trên một lượng, không có gì thay đổi so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Vâng, thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình điểm tin giá vàng ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.